Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần revise, phần ôn tập. Ở đây chúng ta sẽ ôn tập về từ vựng vocabulary, ngữ pháp grammar và kỹ năng nói speaking. Okay. Number one, complete the questions with the words below. There are two actual words in this. I can answer the questions. Hãy hoàn thành những cái câu hỏi với những cái từ bên dưới có hai từ thừa, làm việc theo cặp hỏi và trả lời những câu hỏi. Vậy đây chúng ta cùng ôn tập lại những cái từ mà chúng ta đã học trong chương trình của Unit 5. Artist, nghệ sĩ. Award, giải thưởng. Ballet, ballet. Classical, cổ điển. Fan, những người hâm mộ. Hit, nổi tiếng. Moves, những cái bước chuyển động. Music, âm nhạc. Show, màn biểu diễn. Và street là đường phố. Number one, người ta đã biến từ moves. Do you like dancing? Have you got any good dance moves? Bạn có thích nhảy múa không? Bạn có cái động tác múa nào hay không? Number two, in your opinion, who's the best composer of classical music? Theo ý kiến của bạn, ai là nhạc sĩ nhạc cổ điển xuất sắc nhất? Number three, do you think it's more difficult to be a ballet dancer or a break dancer? Bạn nghĩ khó hơn khi trở thành một vũ công ballet hay là một vũ công nhạc break? Number four, what's your favorite hit song this year? Cái bài hát đình đám nổi tiếng ưa thích của bạn năm nay là gì? Number five, whether the Oscar Award ceremony takes place. Cái lễ trao thưởng Oscar thì diễn ra ở đâu? Number six, do your parents give money to? Ở đây chúng ta sẽ in the street music scenes. Bố mẹ của bạn thì có quyên góp tiền cho nhạc sĩ đường phố không? Number seven, what's the best place to listen to live music in your town? Cái nơi tốt nhất để lắng nghe nhạc sống đấy, để nghe nhạc sống ở thành phố của bạn là nơi nào? Number seven, chúng ta sẽ in the music. And the last question, is your favorite singer a solo artist, or is he she in a group? Ca sĩ ưa thích của bạn ở trong, tức là hát đơn lẻ đấy, hay là trong một nhóm, một ban nhạc nào đó. Number two, complete the words in the text. Hãy hoàn thành những cái từ trong bài khóa. Thì đây đều là những cái từ chúng ta học rồi thôi, về các cái loại nhạc cụ âm nhạc, các cái từ liên quan đến âm nhạc. In a typical rock group, there is a singer, a drummer, two guitar players, and a bass guitarist. Trong một nhóm nhạc rock thì có một ca sĩ, một người đánh trống, hai người chơi đàn guitar và một người thì chơi đàn guitar gọi là loại bass. Sometimes there is a keyboard player too. In a rock concert, the musicians stand on the stage. Đôi lúc thì có một người mà chơi cái keyboard, cái piano mà ở biển đó. Trong một cái buổi hòa nhạc nhạc rock thì những cái nghệ sĩ đứng ở trên sân khấu. The audience is in front of the group. Khán giả thì đứng đằng phía trước cái ban nhạc này. If the concert is good, it's a lot of fun and everyone is dancing. Nếu cái buổi hòa nhạc đó hay thì có rất là nhiều cái sự vui vẻ và mọi người dường như là nhảy múa theo cái điệu nhạc. Number three, in pairs, use the adjectives to guess your partner's opinion about the people and things below. Làm việc theo cặp sử dụng những cái tính từ này để đoán ý tưởng, cái ý kiến của người bạn của bạn về những người và mọi thứ bên dưới. Thế nên chúng ta thấy là ở cái phần mà có cái gạch này thì đều là những tính từ. Chúng ta cũng ôn tập lại tính từ nhé. Và tính từ thì thường dùng để mô tả một ý kiến, mô tả một cái gì đó. All right, ổn. Boring, buồn tẻ. Brilliant, xuất sắc. Cool, tốt, giỏi, được. Fantastic, tuyệt vời. Funny, vui nhộn, hài hước. Great, tuyệt vời. Interesting, thú vị. Okay, ổn và
terrible, kinh khủng. Ở đây chúng ta có các cái danh từ, chúng ta sẽ sử dụng danh từ làm chủ ngữ, sau đó là động từ to be và những cái tính từ để mô tả ý kiến. Number one, musicals, buổi nhạc kịch, những buổi nhạc kịch. Number two, boy band, boy bands, đây là những cái ban nhạc nam. Number three, hip hop, nhạc hip hop. Number four, dance shows, những cái buổi biểu diễn thiêu vũ của những cái điệu nhạc. Number five, awards, giải thưởng. Number six, ballet dancing, múa ballet. Number seven, break dancing, múa break. Number eight, punk rock, nhạc punk. Number nine, music lessons, những cái bài học nhạc. And number 10, classical music, nhạc cổ điển. Về đây chúng ta đã có một cái gợi ý rồi. Ở đây là đoạn cụ thể thì đương nhiên là giữa hai bạn, bạn A và bạn B, mình và bạn bên cạnh mình, đúng không nào? You think musicals are boring? Bạn nghĩ là những cái bài nhạc kịch, buổi nhạc kịch thì tệ đúng không? False, I think they're great. Không, tớ nghĩ là chúng tuyệt mà. Em có thể sử dụng bất kỳ những cái danh từ nào, từ số 1 đến số 10, kết hợp với một tính từ và bạn kia thì chúng ta có thể đồng ý hoặc là không đồng ý. Nếu mà đồng ý thì thôi, chúng ta sẽ không cần đưa ra ý kiến của mình. Còn nếu không đồng ý thì chúng ta đưa ra ý kiến trái ngược lại với ý kiến mà người ta đưa ra nhé. Ở đây thì cô đưa thêm cho các bạn một ví dụ nữa. A, you think boy bands are terrible. Bạn nghĩ là những ban nhạc nam thì tệ phải không? Oh no, I think they are quite okay. Không, tôi nghĩ là chúng cũng khá ok, họ cũng khá ok mà. Ok, grammar, ngữ pháp. 4. Study the fun facts and compare Stacy and Mo from the Girl Girls. Hãy nghiên cứu những cái thực tế thú vị, những cái thông tin thú vị bên dưới và so sánh giữa Stacy và Mo từ ban nhạc Girl Girls. Ở đây chúng ta có fun facts about the Girl Girls, những cái thực tế rất thú vị về ban nhạc Girl Girls. Ở đây chúng ta thì có hai thành viên, Stacy và Mo. Ở đây người ta so sánh những cái thông tin như sau: age, tuổi, height, chiều cao, viết musicians, có phải là một cái nghệ sĩ tuyệt vời không, personality, tính cách. Ở đây chúng ta thấy cái chiều cao thì cô không cần phải dịch rồi, nhưng về tính cách bạn Stacy thì bạn friendly and nice, rất là thân thiện với cô. Còn Mo thì intelligent and quiet, rất là trầm lắng và thông minh. Vậy đây nhiệm vụ của mình là mình phải sử dụng cấu trúc so sánh hơn kém của tính từ. Cấu trúc so sánh hơn kém của tính từ thì là chủ ngữ cộng to be. Với tính từ ngắn thì mình sẽ thêm nuôi error, đúng nào? Với tính từ dài thì mình sẽ có more cộng tính từ dài các bạn nhé, và có than cộng đối tượng thứ hai. Rồi ví dụ đây của người ta là Stacy younger than Mo. Stacy thì trẻ tuổi hơn Mo. Vậy thì mình sẽ biết lại là Mo thì lớn tuổi hơn, bạn nào cao hơn, thấp hơn, bạn nào có tính cách như thế nào. Và đây là gợi ý của cô các bạn nhé. Mo is older than Stacy. Mo thì nhiều tuổi hơn Stacy. Stacy is taller than Mo. Stacy thì cao hơn Mo. Mo is shorter than Stacy. Mo thì thấp hơn Stacy. Mo is a better musician than Stacy. Mo là một cái nghệ sĩ tốt hơn, giỏi hơn Stacy. Stacy is a worse musician than Mo. Stacy là một cái nghệ sĩ tệ hơn Mo. Stacy is friendlier than Mo. Stacy thì thân thiện hơn Mo. Mo is more intelligent than Stacy. Mo thì thông minh hơn Stacy. Mo is quieter than Stacy. Mo thì trầm lắng hơn Stacy. Ở đây chúng ta lưu ý nhé, những cái tính từ ngắn thì thường là những cái tính từ có một âm tiết. Ví dụ như từ old, từ tall, từ short, được chưa? Hoặc là những cái tính từ có hai âm tiết dạng đặc biệt, ví dụ tận cùng là y, ví dụ như là từ friendly, hoặc là tận cùng là et, ví dụ từ quiet, các bạn nhé. Và những cái tính từ dài là từ hai âm tiết trở lên và không thuộc trường hợp đặc biệt, ví dụ như là từ intelligent. Intelligent, bốn âm tiết. Ngoài ra còn một số cái trường hợp gọi là bất quy tắc, ví dụ như từ worse, tức là tệ hơn, better là tốt hơn. Number 5, complete the questions with the superlative forms of the adjectives in brackets, in pairs. Ask and answer the question. Hãy hoàn thành những câu bên dưới với dạng so sánh nhất của tính từ trong hoặc, làm việc theo cặp hỏi và trả lời. Thì chúng ta lưu ý cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn thì chúng ta có the, cộng tính từ thêm đuôi est các bạn nhé, thêm đuôi est. Còn tính từ dài là the most, cộng tính từ giữ nguyên. Rồi tính từ dài luôn luôn là giữ nguyên,
và chúng ta có các cái thành phần đằng sau, ví dụ là một nhóm trong một gia đình, vân vân. Number one, who is the worst singer in your family? Ai là ca sĩ tệ nhất trong gia đình của bạn? Number two, the funny là cái từ the queen, tính từ ngắn, bởi vì hai tiết tận cùng bằng y, chúng ta sẽ dùng the funniest. Năm, ai là người hài hước nhất trong trường của bạn? Câu số 3, talented, ở đây là tính từ dài, đúng không? Cái nghệ sĩ tài năng nhất ở trong thành phố của bạn là ai? Who is the most talented? Câu số 4, ai có cái cá tính personality tốt bụng nhất ở trong gia đình của bạn? Thì đây là tính từ ngắn, the nicest. Câu số 5, ai là người gọi là có thân hình vừa vặn cân đối nhất, thì từ fit. Có một lưu ý là từ fit là tính từ có một âm tiết, nhưng nó có một nguyên âm y trên giữa hai phụ âm, và thì chúng ta phải gấp đôi cái phụ âm cuối trước khi thêm đuôi est và nhớ thêm the đằng trước nhé. The fittest. Number 6, what is, ai, cái chương trình nào là chương trình hay nhất ở trên TV bây giờ, thì mình sẽ nói là the most interesting program on TV right now. Number 7, what is the best, cái nhóm nhạc pop nổi tiếng hay là hay nhất đúng không? Trên thế giới là nhóm nhạc nào? Number 8, who is, từ successful là tính từ dài, chúng ta sẽ dùng the most successful singer in your country. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng thông tin để chúng ta trả lời các bạn nhé. Who is the worst singer in your family? My dad? No, my little sister. She's terrible. Thì chúng ta dựa vào thông tin gợi ý ở đây để chúng ta đưa ra cái câu trả lời của mình thôi nhá. Speaking. Number 6. Working pace. Student A, follow the instruction below. Student B, go to bed 111. Làm việc theo cặp, học sinh A theo cái gợi ý bên dưới và học sinh B đi đến trang 111. Thì trang 111 thì người ta sẽ cũng đưa ra một tình huống là bạn được tặng một cái áo có hình một nhân vật gì, đúng nào, và bạn không thích mặc nó, thì bạn A sẽ đưa ra gợi ý cho bạn B. Student A, you have a ticket for a pop concert, but you can't go. You don't know what to do with the ticket. Ask student B for suggestions. Học sinh A, bạn có một chiếc vé đến buổi hòa nhạc pop nhưng bạn không thể đi được. Bạn không biết là làm thế nào với chiếc vé đó. Hãy hỏi học sinh B để đưa ra lời gợi ý. Listen and respond to student B's suggestions. Hãy nghe và phản hồi với những cái lời đề nghị của học sinh B. Don't accept the first one. Đừng có đồng ý cái lời đề nghị đầu tiên. Tức là bạn học sinh B để đưa ra lời đề nghị đầu tiên thì mình chưa đồng ý ngay cả nhé. Then listen to student B problem and make suggestions. Wear it only in front of your grandmother. Keep it to a friend. Sau đó hãy lắng nghe cái vấn đề của học sinh B và đưa ra lời gợi ý. Mặc nó trước mặt bà hay tặng cho một người bạn. Thì đây cô sẽ gợi ý lớp mình, cô sẽ đưa ra một cái bài mẫu liên quan đến tình huống là học sinh A có vé nhưng mà không đi được và học sinh B đưa ra lời gợi ý nhé. Còn tình huống ngược lại của học sinh B thì chúng ta hãy tập suy nghĩ, viết ra một đoạn hội thoại, nhắn lên cái phần bình luận để cô có thể chữa cho các bạn nhé. Hey, Amy. Hey, long time no see. I have not seen you for a while. Oh, hello. Glad to see you too. Can I ask you for some advice? I don't know what to do. Sure, what's wrong? I can't go to this pop concert, even though I have already bought the ticket. My mom is not home tomorrow, so I have to take care of my baby brother. Oh, I see. Then maybe you can give it to me. I can't go to the concert, in fact. Then the ticket would go two ways. Sorry, but I have spent a lot on this one ticket. So I would rather not do that. Oh, I see then. How about reselling the ticket online? If it's that expensive to buy it, then maybe it's valuable enough that someone might want to get one. I have seen many people who have done so. Good idea. Thank you for the suggestion. Xin chào nhé. Lâu rồi không gặp.
Tôi đã không gặp bạn, tớ đã không gặp bạn trong một khoảng thời gian dài rồi. Xin chào, rất vui khi được gặp bạn. Tớ có thể nhờ cậu một lời khuyên được không? Tớ không biết phải làm gì, chắc chắn rồi, có việc gì vậy? Tớ không thể đi đến buổi hòa nhạc pop mặc dù tớ đã mua vé rồi. Mẹ của tớ ngày mai không ở nhà, do vậy tớ về cho mẹ trai của tớ. Tớ hiểu, thì cậu có thể đưa nó cho tớ, tớ có thể đi xem thay, thì cái vé sẽ không lãng phí đâu. Xin lỗi nhưng mà tớ đã tiêu tốn rất là nhiều tiền để mua cái vé này, tớ không muốn như thế lắm. Tớ hiểu mà. Thế cậu có thể bán lại cái vé online trên mạng, nếu mà nó quá là đắt để mua thì có thể là nó đủ giá trị để ai đó muốn có một chiếc vé như vậy. Tớ đã gặp rất nhiều người rơi vào tình huống như vậy rồi. Ý tưởng hay đấy, cảm ơn cậu vì lời đề nghị nhé. Okay, our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Hy vọng là các em cảm thấy bài học hữu ích và hẹn gặp lại các em trong bài học tới.